Xin kính chào tất cả anh chị em đang đến với video miền Nam thứ ba ngày 7 tháng 8 năm 2024, chiều ngày hôm nay 26 tháng 8 lọc miền Nam trên kênh nó về được cái con 93 đại thành phố Hồ Chí Minh và cái con 20 ở đài Cà Mau. Chúc mừng anh chị em đã tin tưởng và ủng hộ trên kênh. Còn tiếp theo mình dự đoán miền Nam thứ ba 27 tháng 8 trên đài Bến Tre, Vũng Tàu và Bạc Liêu. Đài Bến Tre mình dự đoán cái cặp 35-53, đài Vũng Tàu mình dự đoán cái cặp 25-52, đài Bạc Liêu mình dự đoán cái cặp 24-42. Anh chị em hãy tham khảo cho ngày 27 tháng 8. Chúc anh chị em nhiều may mắn.